Úi giời, kinh hơn nhau quá. Đâu bay. Chỗ này nước hơi lâu thì cá nó không phải khổ đấy. Ủa, con xích trước đây nha. Con xích trước to. Vớt ngay. Đói với ngao đi mọi người ạ. Anh em mình đi kích cá, hôm nay nó mới mưa xong đi kích. Mưa phùn lắm có chết. Mưa mát trời ướt hết đường, mấy cá nó có đi không? Ấy. Trời mưa dạo ngon nhỉ. Còn gì em xui xui. Chỉ là cái cống mà kia nó nhiều cá tụ mà là đất cạn này nó nhiều cá tụ. Cùng đón chờ xem nhé. Nhiều cá khủng khiếp luôn đấy. Con tàu bay hết. Bắt về cho các cô ơi. Tôi còn dầu rõ về cho các cô dán 5 cái. Bé thôi. Cá hút rất là điện. Người động có cống này, dã man luôn. Tôi cái lông toàn hết đầy đấy miệng cống này nó nhiều dã man luôn đấy. Tiếng cống vẫn có cá giết này mọi người, được hai con giết. Wow, ít cái này đục gì. Đây, cho các cô đó. Đi đầu cái đấy đi. Nước này nước có cá. Vẫn đục có cá. Kiếm mấy con sọp rồi nướng. Vớt hết đi, con bé rồi dâu dẫu nhỏ nhỏ vớt. Ấy, có đéo gì nhỉ? To phết. Ui, chị cụ quấn nhanh nhất. Và những con nào khỏe nó chạy nhanh nhé mọi người. Ấy cắm vào phía trong lòng anh ấy. Cá nó hút đi. Thank you.
chạy tàu bay tàu thi. Tôi còn sau với mọi người. Nãy ở đầu kia có con cá rô phi to mà tiếc quá, nó chạy mất. Này cho nó cu. Ôi số nó sống. Nhặt nó lên. Ý. Đây, phi cụ này, đó không mọi người. Phi này ăn mới ngon là phi đực này. Những con đực đực, những con đực đực như này nó hay màu mèo mọi người nhá, nó hay đỏ đỏ ấy. Nó sặc sỡ hơn. Sophie, Sophie, yeah. Đợt này ít số tái. Khu vực này chắc cũng có người đi đánh. Ấy. Khao xem. À đây đây, đây con Sophie. Con này. Cá đồng. Chứ nó bé nhưng mà về rán mắm cái ngon lắm. Anh em cá này anh em mình hay cho. Phi cụ bé thôi, bé xí anh. Đấy, con gì nữa chạy chạy dưới đây. Cái tội cái chỗ nước sâu. Ui, dùng hết trên kia kìa. Ui, chạy khủng khiếp luôn. Ui kìa, chạy kìa. Đánh giòn nó chạy mọi người ạ. Ấy. Thôi thăm đồng mẹ. Cái xoay chụp để xoay có cá này hả? Không, cho ghi hình nữa. Vâng. À, nhiều người tưởng anh em cầm cái ấy cái xoay chụp bánh cá. Đây, nó vút. Ôi kìa, chạy kìa. Ấy, kìa.
còn gì nữa. Đạn luôn. Nó dồn hết chỗ nước sâu rồi. Úi, chùi vào hang một phần rồi. Nhưng còn dấu dẫu bé bé chùi vào hang. Đây, đây, quất lên đây nhỉ. Chạy mẹ hết gọi là nhanh lắm. Một cá đồng nó giật kinh lắm. Úi, thì cũng thì này gọi giá trị. Úi. Đây, em sẽ lấy thêm quận đục đục giúp bụi có ai. Đấy, ôi nó phi phụt ở kia. Thôi, bỏ đi. Còn mình dẫu dẫu, bé bé. Đấy, thì cô. Úi à, tắm luôn anh. Ui, còn mấy con đá anh kìa. Những loại như này ăn thích á. Úi. Nặng xuống, lọt lắm vậy. Đâu vậy? Ui, còn phi phi to thế. Sướng chưa mọi người. Một hai năm ốc. Ốc nó mang luôn. Ốc bé. Này đi mò cái gì được bữa ấy, béo quá. Kèo phát được bữa. Chạy hết ở trên đây rồi. Chạy chỗ sâu xuống. Có. Đấy. Ấy, phi cụ. Ui giời. Cái hàng hóc nhiều. Nước nó sâu rồi vào đi. Mạnh to rồi. Rồi. Rồi kéo út luôn vậy. Thôi ok nha, mình đi vài cho các cô xem các cô có ăn không. Không phải phí, các cô không không lấy gì phí. Bình thường anh em mình cho các cô vẫn lấy mà vậy. Cũng nhớ lúc các cô xin lại anh em mình ấy. Đây cũng được đủ một bữa, hai bữa cho các cô thì anh em mình về rồi. Hôm nay đi đánh vui tí mọi người. Clip anh em mình xin dừng đến đâu mọi người nhá. Xin chào tất cả mọi người ạ. Xin chào tất cả mọi người ạ.